Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì sau cái màn tra tấn thể lực trong cái video ngày hôm qua tôi ra thì không có bất cứ một anh em nào kêu xem video mệt mỏi. Rất là ok. Thực ra nó chỉ là cái phép thử thôi anh em. Thử xem ai đó là fan chân chính của tôi. Ai là fan siêu cứng, fan bê tông. Đấy, xem là bao nhiêu người là xem từ đầu đến cuối, bao nhiêu người là lắm được những cái chỗ mà tôi gài vào để tôi hỏi xem là anh em liệu có xem đến đấy không. Có rất nhiều bạn là tôi thấy là đã trả lời đúng ở trọng tâm của câu hỏi. Bên cạnh đó thì vẫn có một vài người khác thì vẫn cứ kẹp Doom vào, hay là cảm thấy bực khi mà đối thủ không kẹp Doom. Khổ, đối thủ nó không có ngu đâu anh em. Đối thủ nó biết là kẹp Doom vào là không ăn thua. Bởi vì là vấn đề ở đây nó là tôi chơi người Yato anh em ạ. Mà Gretto thì nó ngại gì Doom, Doom vào vẫn dung trưởng bình thường mà, đúng không? Đấy, hoặc là có rất nhiều anh em là coi như là trả lời lạc chủ đề. Nào thì muốn ăn được cái đội hình đấy là phải 6 Glacier 6 bit. Thì làm gì mà lên được 12 để mà có thể chơi được 6 Glacier 6 bit ở trong trận đấu đấy. Tôi muốn hỏi là cái giải pháp, cái đáp án cho cái câu trả lời của đối thủ để có thể counter được tôi. Đấy. Thì lúc đấy thì ông thì là ghép gậy gai, gậy như ý. Làm gì có gậy như ý mà ghép ở trong trận đấu đấy, đúng không? Bây giờ hết round rồi, hết round quái rồi thì gậy như ý nào, gậy như ý nào. Có ông thì bảo chuyển sang God Warlock thì tôi chịu anh em luôn. God Warlock thì làm gì có đồ mà chơi. Đấy mà kể cả là chuyển sang God Warlock thì chịu nổi không? Làm sao mà chịu được? Cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn siêu lết rồi anh em. Ngoài con sói ra thì còn những cái con khác cơ mà, đúng không? Đấy mà cho God Warlock vào thì có khi là úp lồng một phát là ba lia là chết cả đội hình. Làm gì có cái cơ hội để mà tích stack để mà tăng máu ạ? Hay làm gì có cái cơ hội để tung trưởng đâu? Đấy, còn anh em bảo là chơi God Warlock mà với những cái trận đấu mà bình thường nhá, thì tôi lại nói luôn, God Warlock trong cái meta này làm gì có cửa. Beat lại trả đẩy cho top 8 từ đời nào rồi. Đấy. Còn Beat thì nói chung là tôi cũng chẳng ngại. Cái đội hình đấy đâu có ngại Beat đâu. Nên nhớ là Beat là rất sợ Glitter nhá. Rất sợ Glitter luôn. Đấy, chỉ cần úp lồng vào thôi là Beat. Kể cả là Glacier Beat. Tốc đánh để làm gì, tích đam để làm gì khi mà không được đấm. Anh em à, Beat là rất sợ Glitter. Đấy. Còn cái giai đoạn giữa game thì rất có thể là đấm được, thì tôi cũng công nhận. Đấy, nhưng mà để late game thì chưa chắc đâu, chưa chắc là ăn đâu. Anh em biết là cái chìa khóa chiến thắng top 1 ở trong cái game này đó là như nào không? Nó là một cái đội hình như nào không? Nó không phải là một cái đội hình đam to. Nó không phải là đội hình mà có một cái con co mạnh. Mà nó là một cái đội hình mà nó siêu khống chế. Cứ cái đội hình nào mà có khống chế mạnh là đội hình để ăn. Nhá. Đấy chính là lý do tại sao mà siêu lết ý. Greater nó cực mạnh luôn vào giai đoạn lên game. Không có cửa anh em ạ. Đấy là tôi nói thế thôi chứ còn tôi biết hôm nay bùng nổ luôn. Hôm nay có rất nhiều anh em là đã comment, đã coi như là gửi tin nhắn gửi ảnh vào trong fanpage khoe. Đấy là hôm nay chơi cái bộ đấy như thế nào tôi biết. Đấy thậm chí là có ông chụp cái ảnh lên còn gặp coi như là đồng môn. Fan cùng là fan Game Today. Hai ông chơi sói Glitter. Đấy. Dã man luôn. Tôi nghĩ là chắc là 1-2 ngày nữa khi mà cái video của tôi nó bắt đầu nó phổ biến ở trên YouTube, nhiều người xem hơn. Đấy, tôi dự đoán là khoảng 1 tuần nữa thì nó khoảng 10.000 người xem thì chắc là lúc đấy là nó thành beta, thành trend. Liệu rằng nó có phải là như thế? Anh em nào mà chơi rồi, anh em chơi nhiều anh em comment nhá. Chứ cái bộ đấy nói thật với anh em là tôi thay đổi 100% cái beta này luôn. Nó gọi là thay đổi 180 độ. Khi mà bây giờ cái beta nó đang là beta đẩy nhanh tốc độ. Mỗi trận đầu nó chỉ rơi vào tầm khoảng 35 round thôi thì tôi đã làm cho một cái đội hình mà nó kéo dài ở trận đấu. Nó thay đổi meta thành meta chơi một cái trận đấu mà nó kéo dài tới 1 tiếng đồng hồ. Thậm chí là tiếng rưỡi. Ảo lòi. Hôm nay có một anh em là khoe với tôi là kéo đến tận round từ 60 mấy. 65 hay là 66 gì đấy mà. Đấy, nhưng mà cứ kéo lết là thắng. Cứ kéo đến lết một cái đội hình mà khi mà anh em chơi kiên nhẫn. Anh em kéo đến lết thì là chắc chắn là cái câu chuyện đó là vô địch. Đấy, nhưng mà để làm thế nào để có thể là đủ kiên nhẫn ngồi trong vòng khoảng 60 phút đồng hồ, thậm chí là hơn, thì phải nói là rất là kiên nhẫn, rất là phục, bái phục các anh em mà chơi cái đội hình đó. Như tôi là tôi chỉ làm content cho vui thôi.
Đấy chứ còn kể cả là nó có chắc chắn nó có chiến thắng thì tôi cũng chịu thôi. Tôi cũng không thể nào tôi ngồi lâu như thế được để mà tôi chờ đợi một cái chiến thắng. Thế tôi nói thật là nếu mà tôi chơi ấy, thường là tôi sẽ để ở top 2 sau đó tôi quit luôn. Mặc dù là nó có thể là nó chơi tiếp được nhưng mà tôi chắc tôi nhây đến top 2 thôi anh em ạ. Chứ chúng ta không nhây quá cái thời gian đấy, mất thời gian lắm. Trận này thế nào mà nó lại ra gấu như này anh em ạ. Dã man. Thế là có 3 con gấu rồi đấy. Được quá nhở. Đang định là eco nhưng mà có khi lại vớ vẩn để đánh chuỗi thắng luôn này anh em này. Ô, thật đấy, thật là như thế luôn đấy. Anh em ạ, vớ vẩn đánh chuỗi thắng luôn này. Để xem đồ nào. Xem là bây giờ chơi cái gì. Chơi mết được đấy, có ma lăng này. Ơ, được cái nhở. Được đấy, nhưng mà chơi mết à, chơi mết à. Hôm nay chắc là tôi sẽ chơi một cái đội hình mà trận đấu nó nhanh lên một chút anh em nhá. Tăng tốc trận đấu lên. Chơi một cái đội hình mà slow ball. Đánh cho nó nhanh. Đấy, kết thúc trận đấu sớm để cho anh em đỡ mệt. Hôm qua chúng ta đã có một cái trận đấu nó quá dài, nó quá lâu, nó quá mệt rồi. Đấy, mệt cho cái người coi như là làm clip cũng như là mệt cho cả anh em xem. Mặc dù là tôi biết là các anh em xem rất là chăm chú. Có anh em không bỏ một cái giây phút nào cả. Cũng không có coi như là tua. Thậm chí là có anh em Lê Khánh Duy còn coi như là khoe là xem 3 lần không tua. Tôi không biết là có lên tin hay không. Thật quả thật là tôi phải nói là bái phục các anh em đấy. Đúng là fan chân chuỗi. Fan bê tông. Ui rồi anh em, thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Như này nó là còn một con gấu mết nữa thôi anh em ạ. Round 8-2 con gấu mết à. Con gấu mết này mà nó lên 2 sao ấy thì đánh kiểu gì cũng top 1. Anh em ạ, đánh kiểu gì cũng top 1 luôn. Cũng khẳng định anh em luôn. Nó nhiều. Bài ra vớ vẩn còn không chơi thua, không chơi thắng mà còn top 1 được nữa là cái bài mà nó to như này. Bài này nhìn phát to đấy anh em ạ, nhìn phát là thấy to rồi. Nhưng mà bởi làm sao, bởi vì là bây giờ đang có chơi thua nên tôi vẫn chưa muốn up cấp. Tôi đẩy bài vào chứ còn bây giờ tôi đẩy vào 3 mét với cả con gấu mết này là ok lắm rồi đấy anh em ạ, khỏe lắm rồi đấy. Đấy mà thôi, từ từ cứ từ tốn thôi, cũng không có gì phải vội cả. Đấy, tích tiền một chút, một lúc nữa gặp cái thằng eco kia chúng ta thắng là chúng ta đẩy bài lên luôn nhá. Đấy rồi, tí nữa gặp thằng eco rồi chúng ta sẽ làm cái câu chuyện đấy. Còn bây giờ thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đinh Hoàng Lam và anh em Nguyễn Đình Hiếu đã donate ủng hộ cho kênh. Và tôi xin được cảm ơn anh em Lay đã đăng ký làm hội viên mới ở trên kênh. Bên cạnh đó tôi xin được cảm ơn anh em Tài Nguyễn, anh em Vi Khôi Nguyễn và anh em Mạnh Minh đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Trích một phần thu nhập của anh em để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trận này phải chơi, phải nghĩ ra một cái gì đấy nó hay ho, nó khác đi một chút. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng mà sẽ đánh 12 con. Chơi cái này sẽ ra là 6 mét, 6 human ở level 9 là lên được 12 con đấy. Hy vọng là ra là cái con gấu mết 2 sao sớm anh em ạ. Mạnh lắm rồi đấy, mạnh lắm rồi đấy. Kẹp 3 mét vào là thật sự là quả thật là rất là mạnh luôn. Đây này, có khi thắng luôn thằng này luôn đi anh em ạ. Còn chưa kịp gặp cái thằng eco thì đã thắng rồi. Ui rồi. Thôi thôi thôi, thế thì đánh chuỗi thắng luôn vậy. Ui rồi anh em ơi, tôi có một cái tín hiệu đến từ nhà phát hành. Tôi bảo là tôi đánh chuỗi thắng luôn, một phát nó cho luôn con gấu mết 2 sao anh em ạ. Ui rồi, thế này nó đặt vào tay tôi như thế này thì tôi chơi bài ra như thế này thì làm sao mà thoát được cái top 1 anh em. Nó nhìn bài to như thế này rồi tôi chịu rồi anh em ạ. Nói chung là cái bài mà nó to tầm như thế này thì thôi 12 con luôn, không phải quay đầu nữa. Chắc chắn nó là 12 con rồi anh em ơi. Bài rất to luôn đấy. Quả thật là rất là to ở đây. Chúng ta sẽ có một cái bài 9 mét 5 rồng. 9 mét 5 rồng 6 gót. À quên, 9 mét 5 rồng 4 gót. Xem nào. 9 mét 5 rồng 4 gót thì vẫn thừa một slot. Tôi sẽ dành cái slot đấy để chúng ta sẽ làm cái content ngày hôm nay. Ok. Rồi, chốt đồ luôn. Đấy rồi. Chúng ta sẽ có một cái huyết trượng đã này. Món đồ đầu tiên là phải chốt này. Đây. Rồi. Chén thánh với huyết trượng luôn. Đánh chuỗi thắng luôn anh em ạ. Không cần ma lang. Tí nữa chơi 5 rồng cần gì ma la đâu. Ma la cần một viên chả cần.
Tí nữa chơi lăm rồng anh em ạ. Lăm rồng vào phọt trưởng luôn, cân gì mana. Đấy, tí nữa là 9m thì thế nào sẽ dư con giờ soạc ở trong cái đội hình này thôi. Giờ soạc ở trong đội hình này thì nói chung là mana thì thoải mái anh em ạ. Bơm liên tục mà. Và đủ đồ thì nó lướt rồi nó đầy mana thôi. Hay quá. Thế là bây giờ là tôi chắc chắn là tôi đánh chuỗi thắng được rất lâu rồi đấy. Ui mà tôi phải nói với anh em là chắc là lâu lắm rồi tôi mới có trận đấu mà nó như này đấy anh em ạ. Anh em có xem clip thì biết. Đen vãi cứt luôn. Từ cái trận đấu tôi nhớ là từ cái trận đấu mà tôi chơi cái con người nước. Tôi nhớ là từ cái trận đấu mà tôi chơi con người nước tôi đã đầu meta ấy. Sau cái trận đấu của Gladiator mà mở đầu cái meta mới sau update ấy. Đấy là tôi chơi con người nước. Sau cái trận đấu con người nước đấy. À không, bắt đầu từ cái trận đấu con người nước. Đến cái trận đấu ngày hôm qua nó mới bắt đầu đỏ được đánh chuỗi thắng đấy. Hôm nay nó lại tiếp tục cái chuỗi của hôm qua. Được đấy. Anh em ạ. Phải tận dụng cái lợi thế may mắn này để chúng ta làm một cái lineup ở đấy nó hay ho. Sẽ không phải đơn giản nó là 5 rồng 9 mét đâu. Tôi sẽ phải nghĩ ra một cái gì đấy nó hay ho mới được. Để xem nào. Tôi bây giờ trong đầu tôi nó đang lẩy ra một cái đội hình này hay lắm. Nhưng mà tôi sẽ không tiết lộ đâu. Tôi đang lẩy ra một cái ý tưởng mà trong cái trận đấu mà chúng ta xanh như này chúng ta có thể sẽ phải thử nghiệm phát xem như nào. Đấy, một cái ý tưởng. Ok. Rồi. Ô, đừng bảo thua nhá. Ê, đánh chỗ thắng luôn được không? Đánh chỗ thắng luôn được không? Được rồi. Tôi lại cứ tưởng thua. Đấm vào thằng này, đấm được. Không. Lướt. Ui giời ơi. Cay thế nhở? Đùa, thằng kia nó lại có chuỗi rồi kìa. Ui giời, tôi gặp nó rồi. Khổ. Gặp nó rồi, tí nữa không gặp nữa. Chán thế nhở? Tôi cứ tưởng đánh được chuỗi thắng ấy chứ. 6m luôn này. Bây giờ thực ra 6m thì nó cũng chưa cần thiết phải 6m lắm. Đánh 6m thì có vẻ cẩn thận quá. Câu thêm một tí gấu không nhở? Câu thêm tí gấu làm tí Saman không? Saman mết không? Mà tôi vẫn hướng chơi 12 con hơn. Ủa, cái gì đây? Hai con Tutka 2 sao á? Sắp lên Tutka 3 sao rồi này. Ra cáo là xanh phết nhở? Nhưng mà không sợ anh em ạ. Chúng ta chơi bộ 9m thì ngại quá gì cái bọn beat đâu. Bọn beat này quỳ thôi. Kể cả là đang beta. Nhưng mà gặp bọn 9m này thì cũng đi thôi anh em. Đóng đá cho thì tí nữa thì cũng chả làm được cái gì. Ui, human ra nhiều quá này anh em này. 6 human trước không? 6 human nó thiếu đúng không? Thiếu một con. Thiếu một con human. Chúng ta còn cái con Flame Wizard nữa anh em ạ. Đen nhỉ, cái con đấy con 2 tiền mà nó chưa ra con nào thì phải. Từ đầu game đến giờ chưa ra một cái con Flame Wizard nào. Ủa, bài to thế. Nhưng mà tôi gấu biết 2 sao thì tôi to hơn. Tôi chỉ kêu thế thôi. Ơi á, không phải, đéo to hơn đâu. Tôi chết tôi rồi. Ui rồi ôi. Đây là không đánh chuỗi thắng à? Ảo nhờ, ảo ma Calada. Chắc là có khi là tôi sẽ phải cho 6m vào thì tôi mới đánh được chuỗi thắng. Tôi là bây giờ tôi vẫn tham. Có lẽ là tôi sẽ phải roll thôi. Roll được cái đấy. Kiếm 6 human luôn. Round này luôn đấy. Kiếm 6 human luôn anh em ạ. Flame. Đây rồi. Ui ôi anh em ơi. Thôi rồi, giải tán con gì đi đây. Giải tán con gì đi đây. Giải tán con gấu à. Đùa. Ok. 6 human 3m. Tôi nghĩ là được. Tôi nghĩ là được. Ăn được quái. Cái vấn đề là không phải là ăn được quái hay là không, mà cái vấn đề là có sách không thôi. Còn chắc chắn là con gấu mết. Ui, lướt ngu thế nhở. Tôi đang bảo chắc chắn con gấu mết là cơ cánh được. Nhưng mà lướt toàn lướt chúng 2 con, 1 con. Ảo thật.
Cố mết cái trận đấu này làm tôi thất vọng quá anh em ạ. Hai sao từ đầu game giờ mà không thể hiện được cái gì cả. Rất kèm. Đây rồi, có cái Blink rồi. Có nên lấy cái Blink không nhỉ? Tôi thích lấy cái giáp da bò này cơ anh em ạ. Tôi thấy cái giáp da bò này tôi không muốn lấy ma lăng. Bởi vì là thực ra là cần gì ma lăng đâu. Tí nữa lăm rồng chả cần ma lăng. Với cả trong đầu tôi nó lẩy ra một cái đội hình này nó hay ho rồi, làm content rồi anh em ạ. Đấy, tôi vừa mới nghĩ ra là cái đồ này tôi dùng để làm gì rồi. Nên là tôi sẽ lấy đồ để cho một cái kết nha anh em nhé. Ở trong trận đấu này đồ này sẽ dồn cho cái con nào đấy. Đấy, là tôi cứ cầm sẵn ở đây. Chứ còn tôi không chơi, tí nữa tôi không dồn cho con Gomez. Đấy, nên là đấy, anh em cứ hiểu là cái này là tôi lấy trước để cho tương lai anh em nhé. Lấy trước cho tương lai. Và tôi chưa tiết lộ. Đấy, mới nghĩ ra nhưng mà đang thử không biết có thành công hay không. Chưa tiết lộ, tí nữa mới tiết lộ. Để anh em dần dần anh em cảm nhận, anh em phát hiện ra thôi. Nhá anh em nhá. Rồi. Tất nhiên là nó sẽ là một cái con gì đấy mà nó ghép vào trong cái đội hình 9m 5 dòng 4 gót mà nó lại cực mạnh. Ồ, thế cơ. Đấy anh em phải đoán đi nhá. Anh em đoán dần đi là vừa đấy. Tôi nghĩ là đến cái giai đoạn này anh em đoán đi là vừa. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tích sách chúng ta lên 12 thôi. À không. Đấy, tôi nhầm, không tích sách nhá. Không tích sách. Đấy, sách này là tôi cắn hết. Tôi không có tích sách. Đấy. Tôi sẽ lên sớm lên level 9 để tôi còn kẹp 6m vào. Để chắc chắn là có thể là ăn được mỗi round, chiến thắng được mỗi round sớm nhất có thể. Cái tầm này là nó là như thế. Chứ còn chưa 6m thì vẫn chưa mạnh đâu. Chưa 6m thì chưa mạnh đâu anh em ạ. Gomez vẫn còn phải rất là nhiều thời gian để lướt để có thể tiêu diệt được đối thủ. Nhưng mà 6m thì có khi là cái lướt đầu tiên đã giết được một vài con rồi. Đấy. Ok. Rồi. Có lên 9 luôn đâu này không nhỉ? Lên 9 luôn như gì nữa. 6m phải cho tôi. Round 18. Up 9 luôn ở round 18 anh em ạ. Để round 19, round 18, round 19 chúng ta có thêm là 8 quyển sách nữa. Đấy. Không ngại. Nhiều khi chúng ta để 3m là chúng ta thua ấy, không có sách đâu. Mà có nhiều khi là không thua nhưng mà lại chết hết bọn human. Đấy. Chết hết bọn human cũng không có sách. Thì là tôi cứ up lên cho nó dồn đam cho nó mạnh. Gomez dồn đam mạnh thì anh em biết là tiêu diệt kẻ thù nhanh. Ui dồi ôi, nhìn kìa nó lướt rồi phát dính hai con, chả giết được con nào. Nhưng mà may là chúng ta có 6m rồi. Nên là vẫn có thể chiến thắng được. Đánh với một thằng ở level 7, chúng ta level 9 rồi cơ mà. Hết tiền lên level 9. Rồi, tôi vẫn cứ cắn sách thôi anh em nhé. Tiền thì sẽ để roll. Còn level tăng thì sẽ dùng sách. Slowborn luôn. Tôi thì tôi chẳng biết anh em thế nào, nhưng mà tôi mà có cái con Gomez này ra 2 sao đầu game ấy thì chắc chắn là tôi sẽ chọn cái con đường 12 con. Đấy, chơi 12 con là chắc chắn rồi. Chứ tôi không có đam mê theo cái kiểu là ra Gomez 2 sao nhưng mà tôi lại vẫn chơi sát thủ đâu. Bởi vì rất nhiều anh em là đam mê cái bộ là sát thủ. Câu gấu ra là thế nào cũng phải câu cái con gấu assassin ra để chơi sát thủ. Đấy, co làm con gấu assassin hay là chơi beat. Co làm con gấu assassin. Thì cũng công nhận với anh em là cái bộ đấy thì nó mạnh thật. Đấy. Trừ cái con gấu đù ra thì ra 3 con gấu. Còn lại 3 con 3 tiền, con nào cũng chơi được hết anh em ạ. Cứ lên được 2 sao thì nó coi như làm chùm luôn. Tất cả nó quỳ hết. Slowball luôn. Đấy, chỉ là có chọn đúng đội hình không thôi. Ví dụ như ra Gomez này đi 12 con thì chắc chắn là vô địch rồi. Không nói nhiều. Đấy, nếu mà ra con gấu assassin thì chỉ có assassin với beat mà chơi thôi. Đấy, còn nếu mà ra con gấu Saman thì sao? Nhiều anh em nghĩ là chơi cái bộ Saman nhưng mà không phải. Ra con gấu Saman ấy không ai chơi Saman cả. Saman yếu.
ra con gấu Saman mà lên 2 sao ấy, anh em chơi luôn cho tôi cái bộ Aegisid, 6 Aegisid kẹp với cái con gấu Saman ấy, con gấu đá ấy. Ôi rồi mạnh lắm anh em ơi. Cái con đấy mà nó vào trong cái bộ 6 Aegisid thì nó không khác gì là cái một cái con bom 2. 2 sao ấy nhá. Không khác gì con bom 2 đâu. Cái đặt cái con bom ở trong bộ Aegisid nó đổ thì nó rất mạnh. Con gấu đá nó cũng thế. Nó lăn đá, nó lăn liên tục luôn. Cứ lăn một phát là chết. Là có con chết, sau đó nó lăn liên tục. Đấy mà cái hiệu ứng của con gấu đá nó còn stun nữa cơ. Nó có hiệu ứng stun nữa, nó rất khó chịu. Mà nó là hai cái đường nhá, cái con gấu đá mà nó lên 3 sao thì ui dồi ôi. Lúc đấy thì chấp cả con gấu assassin ở trong bộ assassin luôn. Nó lăn cho một phát thì cái bọn assassin chết hết. Đấy, chỉ có đứng im mình chết thôi. Rồi. Ok. Thôi nói chung là tôi cũng không phải giữ bí mật nữa, nên cái tầm này chắc anh em cũng đoán được ra, nên tôi cũng nói luôn. Tôi cũng nói luôn là tôi chơi cái gì luôn để cho anh em đỡ phải đoán giả đoán non. Anh em nhìn thấy ở dưới cái hàng chờ tôi mua 2 con cây không? Tí nữa nha anh em nhá, là chúng ta dồn toàn bộ đồ cho 2 con cây này. Sorry anh em, không phải 2 con cây mà là dồn toàn bộ đồ cho con cây 3 sao ở trong cái bộ 9m 4 gót. Đấy, con cây này nó sẽ ngoài cái việc là có 9m ra, nó còn có 4 gót nữa. Và chúng ta sẽ xem cái con cây này nó khỏe như thế nào. Anh em nhá, thử phát xem, chả mấy khi mà bài nó xanh được như này đâu anh em ạ. Bài này thì nói thật với anh em là quá xanh rồi. Làm gì có thằng nào có cái cửa ăn được tôi bây giờ đâu. 6m rồi, bây giờ đồ là nó là full option rồi. Vừa có... ôi, ra rớt rồi anh em ơi. Ra rớt rồi anh em ơi. Ra rớt rồi thì bây giờ vứt con nào đi đây. Bây giờ lên 10 luôn. Lên 10 kẹp con rớt vào. Hay là bán bớt cái con này đi. Thôi tôi chưa muốn lên 10 ở round này. Round sau ấy mà chúng ta lên 10 là chúng ta sẽ thừa 5 đô để mua con God of Thunder luôn, và chúng ta áp được lên 11 luôn anh em ạ. Đấy, chặn tiền luôn. Vừa đẹp anh em nhá. Nó không lên 10 ở round này. Round này đằng nào cũng thắng thôi. Lóc lại. Lóc lại là một cái giải pháp nó rất hợp lý luôn round này luôn. Đây, tôi sẽ giải thích cho anh em. Đây nó là tính toán hợp lý cho cái việc dùng tiền thôi anh em ạ. Tôi áp thẳng lên 10 luôn. Ở round này là tôi sẽ có là lẻ 5 tiền. Anh em thấy không? Sau đó tôi có thể up lên 11 và cái 5 tiền lẻ này này thì tôi sẽ mua con rớt tôi vứt vào. Đấy, thế thôi. Nó chỉ đơn giản ở cái chỗ đấy thôi. À, chúng ta có một chút tinh tế ở round trước thì chúng ta vừa cho tiền luôn và lên 12 sớm. Đấy. Có con Grand Herald đúng không? Tí nữa mua, bây giờ chưa cần. Tí nữa rồi tìm Grand Herald sau. Chúng ta còn rất nhiều thời gian anh em ạ. Bây giờ mới round 23 thôi. Round 23 mà tôi đang ở level 10 đấy anh em. Đấy, rất sớm, rất sớm. À, không phải level 10, chúng ta đang ở level 11. Đấy, round 23, 11 con. Cái tầm này thì lại vô tư rồi anh em. Vô tư rồi. Vô tư lắm luôn ấy. Rớt, giật cũng đau lắm. Anh em thấy không, con rớt, giật một phát 4.000 đam. Gần bằng con gấu mết luôn. Con gấu mết dồn đồ 2 sao. Đây rồi, ui, ra rồng luôn này. Đúng rồi, up 10 sớm cũng khác. Ok, 5 rồng nha anh em nhá. Tạm thời bỏ rớt ra. Ok. Tôi sẽ bỏ con rớt ra và tôi chơi 5 dọc. Đấy. Cho ra sang bên này này. Con nào cần tung trưởng thì để ở phía bên tay trái anh em nhé. Con nào tung trưởng thì để tay trái. Rồi. Các con cần tung trưởng sớm mới để trái đâu. 6 con. Ok. Đấy, con bom này tôi sẽ không mua. Con bom tôi sẽ không mua bởi vì là con bom chúng ta chưa dùng. Tí nữa nếu cần thì chúng ta sẽ mua sau. Bây giờ hết slot rồi anh em ạ. Tôi cứ form trước cái đội hình 9m kết hợp với cả 9m kết hợp với cả con cây với cả 4 god đã. Đấy, con bom này tí nữa ví dụ thằng nào mà chúng ta không ăn được, nó kẹp Skelet Lancer các thứ vào thì chúng ta chuyển sang god bom tối thượng anh em nhá. Ta vẫn sẽ phải để con bom ở đây. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ tìm được con bom. Nếu trong cái trường hợp mà chúng ta không ăn được những cái thằng mà nó ra Lancer 2 sao. Đấy thì chúng ta sẽ có con bom vào. Hay thế, nhưng mà từ từ đã.
anh em ạ. Bây giờ là đang hết tiền và hết slot ở phía dưới rồi. Round này tôi còn phải lóc lại này. Tôi đợi cho tiền nó lên một chút ấy, rồi tôi roll full 2 sao luôn. Cái tầm này thì cái con gấu mết nó vẫn đang gạch lắm. Đấy, cái con gấu mết 2 sao tôi nói rồi. Ra cái con gấu mết 2 sao này thì xác định luôn anh em ạ. Là chả phải làm gì cả. Những cái con xung quanh ấy nó chỉ có vai trò là kích hệ thôi. Đấy, anh em thấy là chủ yếu là vai trò kích hệ. Còn cái con gấu mết nó làm hết. Rồi. Đấy, anh em thấy nó lên 12 rất sớm luôn. Round 25 lên 12 luôn. Ok. 9m vào. Thiếu con gì? Đây rồi. Đủ 9m. Quá mạnh. Anh em ạ, 9m 5 rồng. 9m 5 rồng. Đó, chốt đồ nào. Ro không cần, chén thánh hoặc là huyết trượng lấy cái gì? Tôi nghĩ là lấy cái huyết trượng. Lấy huyết trượng trước. Tí nữa mà con cây lên được 3 sao lấy chén thánh sau anh em ạ. Tầm này là vẫn phải cho cái con gấu nó gánh. Con gấu nó gánh tầm này, gấu gánh thôi. Ok. Vậy là chúng ta thiếu 4 gót nữa đúng không? Bây giờ 5 rồng 9m rồi, mạnh lắm rồi anh em ạ. Vào cái tung trưởng luôn là coi như là giải tán toàn bộ đội hình. Chỉ còn cái thằng nào mà nó có cái BKB thì nó còn sống thôi. Quá khỏe rồi. Đây rồi. Đấy, cây lên được 2 sao nhá. Thực ra bây giờ là nó sẽ giống như là chơi 9m nhưng mà ở một cái phiên bản tối thượng hơn. Phiên bản mà 9m vào là tung trưởng luôn. Đấy, rất tối thượng. Nó giống như là bộ 9m fake ấy. Đấy, chúng ta cũng kẹp con cây vào làm tăng cơ. Nhưng mà tí nữa thì nó sẽ là một cái, nó lên một cái, nó gọi là đỉnh cao của đội hình luôn. Nó gọi là tối thượng. Đấy chính là việc là 9m nhưng mà kẹp thêm 4 gót nữa. 4 gót và 5 rồng. Sau đó dồn đồ cho con cây. Để xem cái con cây này nó thực sự nó khống chế nó khỏe như thế nào. Tôi nghĩ là đối thủ chắc không nhấc được tay lên mất. Nghe nói là Clay mạnh. Ui giời, Clay level 9 anh em nhìn này. Đẩy phát 25 máu luôn. Quá khỏe. Mết thì 9m fake thì nó sợ Clay. Nhưng mà 9m theo kiểu hàng real này nó không sợ đâu anh em ạ. 9m hàng real này nó nhiều cái nó có thể ăn được. Ok. Thằng có chuôi nó đang là chơi beat anh em ạ. Đang có chuôi chơi beat. Beat gặp tôi thì chắc là một round là đẩy 34 máu kia thì chắc là nó chỉ còn thoi thóp, chỉ còn chục máu thôi là cũng bay bầu rồi anh em. Bây giờ mới round 28 thôi, còn rất sớm. Đấy, nhưng mà tôi đã lên được 12 rồi. Một cái đội hình mà phải nói là cực kỳ slow on luôn. Chơi nói chung là không có cần gì phải làm gì nhiều đâu anh em. Ra được gấu mết thì thôi. Tôi cũng chả có khoe khoang gì về cái việc là kỹ năng ở đấy cả anh em. Cũng chả có cái kỹ năng gì cả. Kỹ năng duy nhất của tôi ở trong trận đấu này nó chính là gọi ra con gấu 2 sao. Gọi ra con gấu mết 2 sao sớm. Kỹ năng gọi gấu. Xong rồi. Lấy cái cửa đâu. Witcher Ego Seed thì cũng thế thôi anh em ơi. Nghe nói Witcher Ego Seed đang mạnh đúng không? Ui giời, gặp tôi đi luôn. Rồi, đây rồi, cứ đêm chắc đây rồi. Bây giờ kiếm mấy thôi. Kiếm con cây 3 sao và bộ 4 gót thôi. Đây rồi, ui giời anh em ơi, đủ rồi. Đủ bộ này. À, có được 4 gót không? Không được, không được, không được. Nếu mà chơi 5 rồng là chỉ 2 gót thôi à? 2 gót với cả cây à? 5 rồng là chỉ 2 gót thôi. Đấy, 2 gót cây thôi. Rồi. Nếu mà bỏ con rồng ra thì mới được 4 gót. Nhưng mà thôi, chơi 5 rồng anh em ạ. Chơi 5 rồng tung trưởng luôn. Vào phát tung trưởng luôn. Đây rồi, gặp cái thằng đang có chuỗi này. Không ăn thua đâu anh em ơi. Không ăn thua. Ơ? Trông có vẻ cũng ăn thua đấy nhở. Trông cũng có vẻ ăn thua đấy. Ui, trông có vẻ ăn thua. Ui, đúng thật. Ủa, có phải không, có phải không? Lướt phát lửa nào. Lướt phát lửa xem nào. Ui, bị chói kìa. Ui ôi. Lướt phát lửa đi. Ui giời ơi, không ăn thua bạn ơi. Xin chuỗi nhá.
Ui, nó đấm vào phát tí chết anh em ạ. Càng đấy. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Rồi. Thoải mái quá anh em ơi. Nói chung là bây giờ cứ tà tà rôn già 3 với cả mấy cái con này nó lên 3 sao hết đi. Để xem là cáo kết hợp với cả beat thì nó có cái cửa gì nó ăn được. Thậm chí là round vừa rồi là cái con Thunder Spirit của tôi là vẫn chưa 2 sao đâu. Chứ còn con Thunder Spirit nó lên được 2 sao, nó xòe quạt thì chắc là cũng bay hết cái hàng beat thôi. Chắc cũng sẽ sống được con nào đâu. Vừa xòe quạt một phát thì là coi như là rớt, bồi thêm trưởng nữa vào, già thêm phát, sau con gấu nó lướt 2 phát thì thôi. Đội hình nó chắc là nó cũng full, lọt full luôn. Full team luôn anh em ạ. Chỉ trừ khi nó ra là Secret Lancer thì may ra nó mới có cái cửa nó ăn được. Chứ còn cái tầm này cáo tuổi gì mà nó ăn được cái bộ này anh em. Đó. Đồ này rồi, lấy giáp thôi anh em. Tí nữa cho cây. Rồi, luôn rồi. Già này. Ủa. Thôi thôi, không tham anh em nhá. Không tham, không tham, không tham, không tham. Kiếm một cây thôi, kiếm một cây thôi. Đây rồi. từ từ đã. Không, 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 không. Hết slot rồi. Từ từ đã anh em ạ. Chuyện này tôi nói là làm content là con cây lên 3 sao nên là những cái con khác nó chỉ là phụ thôi. Phải cho ưu tiên cho con cây trước. Cây lên 3 sao trước. Ui dồi ôi, anh em thấy không? Ui cái này cũng không hai này. Cũng không hai cơ à. Cũng ghê đấy. Cũng ghê đấy. Cũng ghê đấy. Nhưng mà nhấc cái tay lên. Nhấc cái tay lên. Đẩy ui rồi. May nhá. May nhá. Rồi. Cây cây lên được 2 như thế nào. Ui đây rồi anh em ơi. Thôi dồn đồ cho cây thôi anh em. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy anh em ơi. Đây. Đấy. Hy vọng là bọn nó vẫn sống được một vài round nữa. Rồi. Hy vọng là bọn nó vẫn còn sống một vài round nữa để tôi có dịp để thể hiện cái sức mạnh của con cây ở trong cái bộ gót 9m này. Anh em ạ, gót 9m, gót 9m nhá anh em nhá. Ui mạnh quá anh em ơi. Rồi. Thế là ui. Ui cái gì đấy? Ui ôi nó cắt chuôi cho tôi luôn này. Mẹ không mạnh lắm anh em ạ. Trông có vẻ hơi xoàng nhỉ. Trông cây có vẻ hơi xoàng thì phải. Trông có vẻ hơi xoàng. Rồi. Một chút thay đổi thôi. Một chút thay đổi để xem là có ăn được không. Nói chung là tôi nghĩ là vừa rồi nó chỉ là tai nạn thôi anh em ạ. Tai nạn thôi, ngộ không nó gõ hơi khỏe. À nó kẹp Marine, thảo nào nó kẹp Marine, nó kẹp Doom. Nó counter. Nó kẹp Marine, kẹp Doom. Này thì Marine này, hai Marine không ăn thua anh em ơi. Đúng không? Ôi dồi, cũng kinh phết đấy, cũng kinh phết đấy. Rồi nhấc cái tay lên, nhấc cái tay lên. Nhấc cái tay lên anh em thấy chưa? Ui cử giật đeo nhấc cái tay lên. Không nhấc được tay lên luôn anh em ạ. À. Ui giời ngộ không ơi là ngộ không. Không nhấc được tay lên luôn. Giời. Cũng chả thể hiện được cái gì nhiều. Có khi là sau này phải làm lại một cái trận đấu nó như này một lần nữa. Nhưng mà cũng nói chung là cũng khó đấy. Trận nào phải ra là gấu mết lên ở 2 sao sớm cơ anh em ạ. Đấy, tranh thủ trận này tí thôi. Xanh như cái trận đấu này thì mới làm được như thế chứ còn. Bình thường thì chơi fake được rồi, chứ ai chơi real này còn chơi quả 4 gót kẹp với cả cây 9m thì nó lại kinh khủng quá. Ui mà bây giờ tôi mới nhận ra trận đấu này có 3 thằng chơi beat anh em ạ. Đúng về ta beat của khác. 3 thằng chơi beat và có coi như là 2 thằng ra con tôn lộ 02 2 sao. Dã man thật sự. Nhưng mà nói chung là tôi cũng đéo quan tâm. Cái đội hình của tôi thì nó đấm hết anh em ạ.
Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip hay ho của tôi. Và nếu có thời gian mà hôm qua thì anh em chưa xem cái siêu phẩm của tôi thì anh em hãy chọn clip bên trái để xem cái siêu phẩm của tôi ngày hôm qua. Và tôi xin nhắc trước là anh em hãy đi vệ sinh trước khi xem nhá. Clip rất dài và cần cái độ kiên nhẫn rất cao nhá anh em nhá. Và nếu mà anh em đam mê cái bộ tối thượng thì anh em có thể chọn clip bên phải. Đây là một cái trận đấu rất kịch tính, đối thủ lật qua lật lại rất hay. Và cuối cùng, nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như ở link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.